Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một series đó chính là FizzJazz.io nhé. Và nếu như em nào thích video này hay là cho mình một like nha, và comment và chia sẻ, nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hôm nay cố gắng tiến hóa là thành cái con gì đó, nó xịn sò con bò à. Kiểu gì thế rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Thế thì tôi sẽ ăn mấy con ngôi sao biển này. Chạy đông lắm em ơi. Praise Hunter, tôi đang kiếm mấy con sao biển để ăn đấy, mãi mà chưa lên cấp hả? Nó đuổi mình chạy chối chết, đuổi tôi chạy chối chết đấy em. Tôi ăn sao biển từ tiến hóa đó, tính sau. Ăn mấy con ốc ủng các thứ này lên cấp nhanh này. Mấy con ốc ủng ăn nhanh lên cấp lắm em ạ. Đẩy mà thiếu gì ngoài thiên nhiên cơ mà đẩy. Tôi lên đời tôi ăn mấy con cá vàng này được. Ok. Cái gì đây? À, tôi lên tôi ăn được cá vàng rồi anh em ơi. Săn một cá vàng này. Ui con nồi gì đấy, cá mập hay con gì đấy, nó vừa lướt qua cái mình chết anh em ạ, sợ thật. Tôi sẽ hồi một tí máu. Ui cá mập gì đó, nó lướt qua một phát là xác con nhà bệnh luôn. Cuộc sống đang vất vả, đang rất là khó khăn à. Ok. Ok không ăn được đâu anh em ơi. Con ốc ở này. Ăn nó cái này đi. Oh my gosh. Lấy ra cái gì vậy? Dù cá gì cũng ăn hết anh em ạ, ăn con này luôn. Ngon ngay. Cái nồi gì đấy. Trận này đang hơi bị khó khăn nha anh em. Nhưng mà cái này nó không dễ chết anh em ạ. Cái này nó không dễ chết tí nào nên. Ok, ăn nốt đã. Man vậy lều mà chạy theo ta làm cái nồi gì vậy? Đường xin miếng ô. Xin miếng luôn. Xin miếng luôn, tôi để dành làm gì đâu. Úi rồi. Đang đuổi theo anh em ơi. Các bạn đang đuổi theo. Oh my god. Thế ăn được không? Bao giờ mới ăn xong? Vãi nồi. Chết rồi, sắp chết. Vãi cực. Cái con 13 FizzJazz.io mẹ he nó. Ồ may quá tôi vẫn được ở đời này anh em ạ. Cuộc đời vẫn chưa phải là kết thúc. Người này là con. Đúng quá. Đúng thế nhỉ. Kiếm những bọn này để mà ăn này. Tuyệt vời. Cuộc đời vẫn còn một mạng nữa mà. Chưa phải kết thúc, tất cả chưa phải kết thúc nhá. Ăn con nào cũng được. Phải ăn được con này. Đừng để bị ăn nữa là được. Ui, hiện tại lâu lắm chưa ăn được con gì mới.
đây đây đây. Khó ăn. Công nhận bây giờ khó ăn hơn rất nhiều anh em ơi. Ôi. Cá heo né đi anh em ơi. Khó ăn thật, bây giờ cuộc đời khó ăn thế nhỉ. Hôm qua còn được top 1 à. Bây giờ khó top 1 ghê gớm à. Thế nên tăng tốc độ đột ngột quá, mình cũng không kịp làm gì luôn. Score. Cuộc đời còn lâu mới lên được mấy cái dạng kia anh em ạ. Tiên tăng tốc độ à. Con mực này thì không phải của mình. Thật sự là khó nhàn à. Ăn mấy con này bao giờ mới lên được cấp ấy. Có cá heo nhỏ à. Của cá voi. Hui. Ở đây trên kia thì nó sẽ kiểu là bất tử anh em ạ, dạng dạng kiểu là sẽ giữ kiểu bất tử ấy. Cá mập. Đang phải né mấy con đấy ra. Chạy. Bây giờ tôi không lên được thêm một cái đời nào này. Cuộc này chết rồi này. Chết giờ này. Khó khăn nhờ. Hôm nay đánh khó thật sự luôn. Mình lên đời cái là mình sẽ khác mà. À, đời này thì như ngon rồi. Đời này thì rất là ngon rồi ha. Nemo. Tốc độ rất tốt luôn. Con mực. Chuỗi đồng cá ấy. Nơi chúng ta sẽ có thể ăn được rất nhiều luôn ha. Nhím gai. Ok. Đang ổn hơn rất nhiều so với trước anh em ạ. Ok. Nó đuổi theo nhau kinh quá. Dolphin là level 6, là level tiếp theo của con này. Có mình cứ ăn thôi anh em. Con này level 3. Thứ hai mực rồi ăn luôn. Tuyệt vời. Hai con mực. Chạy nào được cưng. Mấy con cá này nó cũng bằng tốc độ con kia anh em ạ. Rất khó chịu rồi để mà lấy rồi. Mực tập trung hết rồi mực anh em ạ. Không thoát được đâu. Không thoát được đâu cưng ơi. Anh đã bắt được các cưng không thoát được đâu. Không cửa thoát đâu nha. Lên đời tiếp theo này anh em. Khó ghê à. Đây rồi. Tốt. Tôi nghĩ tôi có thể lên được thêm đời nữa. Đây. Ăn con này. Đúng rồi anh em ơi, lại lên trên đi anh em ơi. Lên trên nhiều con lắm. Chỗ khu vực này nhiều con lắm, nhiều cá, nhiều con lắm. Mực. Cho biết chuyển đổi khu vực ngay anh em ạ. Cho thấy có cái chỗ nào ngon hơn thì mình đổi ngay. Mực. Đấy. Mực khó con này. Con crab con này ngon mà.
Đi đâu ấy, trên này này. Thấy không? Mực 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 mực. Cá heo. Ok boy. Game này hay phết em ạ. Ôi mực lắm thế. Cuộc đời, cho là thứ hai rồi. Ui ok 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 ok. Đây đây đây, con crab và con này với con mực là hai con ưu tiên hàng đầu luôn. Cùng lắm mới đi ăn mấy cái con cá vàng vàng này, không thì không. Chà, né đi anh em ơi, né đi, 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 né đi. Fuck you. Cuộc đời mà biết làm sao bây giờ. Nhưng mà cái này là hay, cái nó không bị trở lại dạng một anh em ạ. À, ngon đấy. Thật sự luôn đấy. Napoleons. Napoleon cởi chuồng. Ok. Rồi. Tiếp tục con này trên này. Con kia nó gọi là nó thay đổi 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 thay đổi. Thay đổi thay đổi thay đổi. Ăn con nào? Ồ. Hôm nọ hôm qua tôi còn lên được cá kiếm mà con này mấy con này là gì đâu? Thật sự mấy con này chẳng là gì cả. Con tôi còn lên được cá kiếm rồi, mấy con này thì nó rất là cùi à. Hôm nay mình phải lên được trên đời cá kiếm hả? Đây 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 đây. Chạy à, chạy à. Chạy chạy chạy. Chạy chạy. Chạy thế. Bắt luôn con mực ở trên này. Ồ, nó tiến hóa lên luôn ạ. Tiến hóa lên thì ngon. Ok, level up còn khá lâu nữa. Fish và thằng Music, mưu dũng gì đó. Chỗ này thì thường không nhiều loài lắm. Ơ, má ơi, sao nó thành level 1 vậy? Ở đây, ở đây, ở đây, ok. Mày chạy đâu? Tao bỏ hết bọn kia để đi săn mày cưng. Ui. Cá voi à? Fuck you. Hài vãi lều. Tôi mất bao nhiêu kinh nghiệm anh em ạ. Cái này sẽ bị mất kinh nghiệm nhá, chứ nó không nó săn được bằng được mình thì thôi anh em ạ. Sa biến. Ok. Cố lên đời hôm qua cái nhở. Đời hôm qua hoàn toàn lên được, có gì đâu. Ít con quá. Ở đây ít con quá, ít cá quá. Con cá đều à. Kìa. Chai chai, được con. Hầu hết là đời này thôi anh em. Một khi lên đời này thì nó cũng chẳng đi đâu cả. Shit. Ăn làm gì con đây. Đây này. Ít nhất là con này này. Sắp lên cấp rồi, chúng ta muốn lên đây một cái cấp trên nữa ấy. Được không nhỉ? Chắc được. Chúng ta bỏ hai con dưới lấy một cái con nó rách vãi. Ơi đuổi đến mùa quýt à, tệ thật sự nhờ. Mình cứ đi đuổi với cái bọn mực mực làm gì này. Đi vào cái con mai rùa này chúng ta lại là Queen. Không có gì ăn thì phải đuổi bọn này thôi anh em. Ok. Không có gì ăn thì phải đuổi thôi. Mõm dài vãi lều à, thật sự là mõm dài. Không có gì ăn là phải đuổi. Không có gì ăn là phải đuổi thôi. Ok. Thành kẻ đi săn luôn, thành người đi săn luôn.
chạy đâu, bây giờ dồn mình vào tường thì làm sao mà chạy đâu được. Thôi ăn ăn thêm một đời nữa thì mình cũng lên thêm một đời nữa. Ôi chơi mình lâu quá, chơi mình lâu thật sự anh em ạ. Muốn lên thêm một đời trên con cá đuối nữa chắc là được thôi, chắc là cố được cá đuối rồi. Cá đuối thì ăn nhanh lắm anh em ạ, khả năng lên cấp siêu nhanh, ăn hết. Ăn hết cả vùng biển à. Tốc độ nó di chuyển rất là bá đạo à. Mình toàn ăn mấy con cá con anh em ạ. Con đấy con này thì nó không Napoleon. Napoleon. Sao lắm Napoleon ấy nhỉ? Kiểu gì phải lên thêm một đời nữa anh em. Chúng ta vẫn đứng ở vị trí thứ 2 à, thứ 3. Mấy con này thì không biết bao giờ tôi mới lên được sau đời cá đuối đây. Lúc khá là bất lực. Nó cũng chẳng biết làm nào cả. Toàn ăn mấy con cá con này thì đến bao giờ? Toàn mấy con cá con này đến bao giờ bạn ơi? Còn lâu lắm ạ. Cá đuối. Đây rồi. Papa. Ok. Miễn là chỗ nào có nhiều cá anh em ạ. Được 2/3. Ăn nhiều mực phết à? Nhờ. Sang chỗ mới thì nó sẽ có nhiều Ok. Đánh hộ tôi cái nhỉ các bạn. Những vùng biển mới xem. Nhìn chung là cũng khá là vất vả để lên được. Đây rồi. Quyết tâm là lên đời mới mà. Quyết tâm là sẽ lên được một cái đời mới. Chạy rồi. Cá đuối. Dưới này có nhiều con ngon thế. Mình đã đúng đắn khi mình xuống đây anh em ơi. Chỗ kia là chỗ thường là level 1. Thường mấy bọn level 1 nó sẽ sinh sống ở đấy. Dưới này thì nó sẽ đông hơn. Khó phết à. Cũng không hẳn anh em ạ. Nó không hẳn, nó cũng tùy từng chỗ thôi. Mình sắp lên nó. Chẳng có gì ăn mấy, ít quá. Blue tang. Bao giờ thì mới lên được đời đây, 18 phút rồi. Chẳng có cái gì ăn mấy anh em. Không đuổi lại nữa. Không biết đời trên đời trên cái con này là con gì. Thế đang đi tìm đây. Ăn à, trời ơi là trời. Ok. Toàn cá thường à. Rất nhiều mực ấy. Cuộc sống rất là nhiều mực. Nhiều lắm ấy. Mấy con đã bị đập phát chết. Ăn phát chết. Đây, khu về có vẻ nhiều rồi. Peace. Trời ơi, nhưng mà mình vẫn không sao nhé. Ui, 15 này. Con cá voi à, nó đang giữ ở đấy anh em ạ. Ok. Nó không thèm đi đâu luôn. Nghĩa là chúng ta có một chỗ là để không chết ấy. Kiểu dạng như vậy. Vào đây đổi màu sắc à hay như nào?
Rồi, cho lên là một con khá gì đó. Khá đẹp. Ok, và rồi chúng ta sẽ skip nhé.